Sau khi thành công đánh đuổi tên bát tước Red tham lam ra khỏi vùng đất này, Jacob và người thầy của mình tiếp cận kho tàng mà lão bát tước dày công tích trữ từ mồ hôi và nước mắt của người dân. Ta muốn san sẻ tất cả những vàng bạc châu báu nơi này cho những người nghèo khổ thiếu thốn ở ngoài kia. Đang đảo mắt xung quanh nhìn, vua trộm bỗng dừng ánh mắt tại một chiếc hộp trạm trổ công phu có đính một bông hoa bằng vàng. Như có gì đó thôi thúc, ông lập tức tiến tới và khám phá điều bí ẩn bên trong. Ông bần thần mở chiếc hộp ra và bất ngờ khi đập vào mắt là một sợi dây chuyền vàng với mặt dây hình bông hoa rất đổi quen thuộc. Jacob giật mình khi lần đầu tiên chứng kiến người thầy của mình thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy. Thưa thầy, sợi dây chuyền này có vấn đề gì sao? Đây chính là kỷ vật của con gái ta. Thầy từng có con gái sao? Ta chưa từng nghe thấy nhắc tới bao giờ. Đúng vậy, ta chưa từng nhắc tới quá khứ đau lòng này. Thưa thầy, người cứ chia sẻ, biết đâu con có thể giúp được. Thôi được, ta cũng không muốn giấu con nữa. Ta đã từng có vợ và có một đứa con gái. Con bé từ khi sinh ra đã có năng lực đặc biệt. Cứ mỗi ngày một lần sau khi tắm cho con bé, nước tắm sẽ cô đặc lại thành cám vàng. Tưởng chừng gia đình ta sẽ trở nên hạnh phúc với điều kỳ diệu này, nhưng mà không. Ta khi đó đã có mong muốn chia sẻ số tiền này với những người gặp khó khăn, nhưng vợ ta lại chỉ muốn độc chiếm số vàng này. Tranh cãi đã nổ ra. Sau một ngày say xỉn, ta về nhà và biết được cô ấy đã bế con bé đi biệt tích. Sợi dây chuyền vàng này chính là thứ mà ta đã đúc thành và đích thân đeo lên cổ đứa bé. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến ta thúc đẩy hy vọng tìm được manh mối từ những tên nhà giàu. Nắm bắt được toàn bộ câu chuyện, Jacob cố gắng tìm lại kỹ càng trong đống giấy tờ và phát hiện nguồn gốc của sợi dây. Tìm được rồi, sợi dây chuyền này chính là thứ nhà vua tặng cho bá tước Red. Chúng ta đã biết nơi cần phải tới rồi. Sau khi tiến hành việc phân phát của cải cho người nghèo, vua trộm cùng Jacob nhanh chóng khởi hành tới kinh thành theo như kế hoạch. Tới được cung điện, hai thầy trò bắt đầu tìm mọi cách trà trộn vào hàng ngũ của nhà vua, thậm chí là tạm thời hóa trang thành lính gác. Sau nhiều ngày tìm hiểu, cuối cùng hai người đã tìm được nơi mà nhà vua giam giữ con gái của vua trộm. Sau khi lên kế hoạch kỹ càng, Jacob cùng vua trộm quyết định đột nhập vào căn phòng giác vàng. Họ đột nhập vào căn phòng bằng cách hóa trang thành người đưa đồ ăn. Được gặp lại con gái sau bao nhiêu năm tìm kiếm, vua trộm không kìm được lòng và tháo mặt nạ ra. Cecilia! Nhận thấy cô gái định báo lính gác, Jacob nhanh chóng lẻn ra sau lưng nàng, bịt miệng lại và yêu cầu nàng bình tĩnh. Cecilia, con có nhớ chiếc dây chuyền này hay không? Đó là một bông Cecilia thanh khiết và đẹp đẽ, ta đã lấy để đặt tên cho con. Một bông hoa chỉ nở nơi có những cơn gió mạnh mẽ quét qua. Nó bất khả xâm phạm, trong sáng và thuần khiết như trái tim một linh hồn tự do vậy. Nhận ra sợi dây chuyền thất lạc từ lâu cùng ý nghĩa của nó, những lời nói này chỉ có cha mẹ ta mới biết. Có lẽ nào... Nàng lập tức nhận ra người đàn ông đối diện chính là cha đẻ của mình. Cha. Hai cha con hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Jacob nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải mũi lòng. Con gái, ta muốn con quay về nơi này. Không, con không muốn về đâu. Nơi này con được họ đối xử rất tốt, được ăn uống thoải mái, tắm táp mỗi ngày, được làm mọi việc mình thích. Chỉ cần không rời khỏi đây là được mà. Đây là phòng của con, toàn là vàng xung quanh kìa, đẹp quá đi chứ. Nhưng mà... Không, là không. Về nơi đó có được như thế này không? Bẩn thỉu, xấu xí, con không thích đâu. Cảm thấy như bị xúc phạm và không thể thuyết phục được con gái rời khỏi nơi xa hoa này, vua trộm thất thểu bỏ về. Sang trọng đẹp đẽ liệu có ý nghĩa gì khi không có tự do? Nhưng Jacob thì không bỏ cuộc. Chàng nghĩ ra một cách. Hãy để tôi đưa cô ra ngoài ngắm nhìn thế giới, chỉ chốc lát thôi, sau đó tùy cô quyết định. Ra bên ngoài sao? Tôi chưa ra ngoài bao giờ hết. Họ sẽ không cho tôi ra ngoài đâu. Liệu không sao chứ? Không thành vấn đề, tôi lo được việc đó. Hãy chú ý làm đúng theo lời tôi nói là được rồi. Jacob vừa nói xong, chàng móc trong túi áo ra một chiếc mặt nạ lính khác. Cecilia trở nên hào hứng, bởi vì từ ngày được đưa tới sống ở đây, nàng chưa hề được thấy ánh mặt trời.
Jacob bằng khả năng của mình đã hóa trang cho nàng và đưa nàng ra khỏi cái lồng vàng. Sau khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài lần đầu tiên sau hơn chục năm, nàng cảm thấy mọi thứ không hề giống với những gì mà mình được nghe kể lại. Và thế là Cecilia lột bỏ lớp hóa trang người lính và lạc khỏi tầm nhìn của Jacob. Nàng đi qua một cửa hàng bán gia cầm, tò mò nhìn một chú chim đang bị nhốt trong lồng. Sao nó lại có căn nhà giống của tôi thế nhỉ? Cô giỡn hả? Đây là cái chuồng nhốt gia súc gia cầm để ngăn cho chúng không thoát ra được. Con người làm gì có ai lại sống trong chuồng củi bao giờ chứ? Thiệt là kỳ lạ. Cecilia ngượng chín mặt, tức mình mở cửa lồng khiến cho chú chim bay đi mất. Người chủ cửa hàng thấy vậy tức giận thét lớn: Cô làm cái gì vậy? Lính đâu? Có người gây rối ở đây nè. Ông nói cái gì cơ? Ai bảo ông mắng tôi là gia súc gia cầm hả? Ông nói đi. Lập tức hai người lính nhanh chóng xuất hiện và thô bạo áp giải nàng rời khỏi nơi này. Như bà kỳ lạ, những người lính lại đưa Cecilia hướng về phía cung điện, mặc cho cô vẫy vùng la hét như thế nào. Không ổn rồi, cô gái này sao lại trẻ con như vậy? Ta phải quay lại mạo hiểm thêm một lần nữa rồi. Bị áp giải về tới cung điện, Cecilia bất ngờ khi đích thân nhà vua đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Giỏi lắm, dám trốn ra ngoài sao? Uổng công ta dành đãi ngộ cho nhà ngươi được sống trong cái lồng bằng vàng. May mà ta phát hiện ra sớm cho người đi tìm. Người đâu, ném cô ta vào ngục tối. Cho rằng có thể tạo ra vàng thì ta không dám làm gì sao? Đây là hình phạt vì cô đã lén ra ngoài. Sau khi bị ném vào ngục tối, Cecilia bắt đầu cảm nhận được sự tự do của cô hóa ra bao lâu nay vốn đã không có. Căn ngục này cũng như căn phòng giác vàng của ta cũng chẳng khác gì thứ giam giữ chú chim đó hết. Ta bị trói, bị nhốt, đúng là chẳng khác gì những chú chim ấy. Ông ta nói đúng, đến gia súc gia cầm cũng chẳng bao giờ muốn sống trong chuồng trong củi như vậy. Cô giỡn hả? Đây là cái chuồng nhốt gia súc gia cầm để ngăn cho chúng không thoát ra được. Con người làm gì có ai lại sống trong chuồng củi bao giờ chứ? Thiệt là kỳ lạ. Thả ta ra, ta không phải là gia súc, ta là người, ta chẳng phạm phải lỗi lầm gì hết. Thả ta ra ngay. Trật tự, cô vừa nói cái gì? Ta không phải là gia súc gia cầm của các người. Thả ta ra, ta muốn được tự do. Thả ta ra ngay. Rất tốt, thả quay ra. Thưa, nhưng mà... Người muốn chống lệnh sao? Tất nhiên, làm gì có ai dám chống lệnh nhà vua. Và thế là Cecilia đã được thả ra trong sự bất ngờ đến kỳ lạ của cai ngục. Mau đi theo ta. Cecilia hoàn toàn bất ngờ với hành động của nhà vua. Sau khi ra tới ngoài cửa cung điện, nhà vua bất ngờ ra lệnh kỳ lạ cho những người lính canh. Từ bây giờ cô gái này sẽ theo ta. Các ngươi không cần đi theo, mau chuẩn bị cho ta một con ngựa. Lập tức một chú ngựa khỏe mạnh đã được chuẩn bị và đưa tới trước mặt nhà vua. Hai người nhanh chóng lên ngựa phóng đi thật nhanh. Sau khi nhà vua cùng Cecilia dừng chân tại một ngôi nhà, nàng bỗng cảm thấy một hơi ấm quen thuộc, một khung cảnh thân quen tới lạ thường. Đây là... Nàng không thể ngờ rằng người đã đưa nàng tới đây chính là Jacob. Tăng tận, bất ngờ chưa? Anh, từ khi nào? Từ lúc cô bị dẫn vào ngục tối, ta đã lựa chọn hóa trang thành người quyền lực nhất. Phải lựa thời cơ chính xác mới cứu được nàng đó. Mọi chuyện còn bất ngờ hơn nữa tới với người đàn ông đứng sau cánh cửa ấy. Đây là cô Cecilia. Làm sao con đã trở về rồi? Cha, con xin lỗi cha. Con không muốn làm thú nuôi cho họ nữa đâu. Con muốn về nhà thôi. Cecilia đã thông hiểu được bài học mà Jacob đem lại. Nàng rất ngưỡng mộ tài năng của người anh nuôi này. Tưởng chừng Cecilia đã mất đi tự do mãi mãi với năng lực hái ra tiền của mình. Thế nhưng giờ đây, nàng đã được quay lại sống một cuộc sống hạnh phúc cùng với người cha già và người anh nuôi. Đó là những người không coi trọng tiền bạc hơn đạo lý làm người.